Hey yo, what's up mấy bạn? Thì bữa nay là Trung sẽ đi tập tay. Thì rất là vui khi hôm nay là Trung sẽ tập tay chung với một anh nữa ở dưới Kiên Giang lên. Thì anh này tên Hiếu, thì mình thì Trung có quen với anh Hiếu là thông qua Facebook. Thì ảnh tập cũng rất là tốt luôn. Thì Trung hôm nay là muốn giao lưu với ảnh. Thì hôm nay ảnh có dịp lên Sài Gòn chơi, thì hôm nay là Trung sẽ rủ ảnh đi đi tập ở phòng gym mà hiện tại Trung đang tập. Ok, thì rất là không hiểu đợt giao án mà Big and Rip á, thì không biết là có cái một cái lý do rất là hay, giống như là chung là mỗi ngày mà Trung quay video á là đều vô tình là có một người tập trung với Trung vào trong cái đó, giống như là trong cái ngày tay Trung có tập với một bạn học chung, có cái ngày chân á thì không có, là tập mình thôi, còn có cái ngày ngực là tập với hai bạn. Thì cái ngày show thì hiện tại là Trung vẫn đang edit, thì chắc là mấy bạn coi video thì chắc là ngày show đã lên rồi. Ok, bữa đó Trung có tập với một cái anh nữa là anh ở Malaysia về, bạn của Trung. Thì cái này là Trung mới tập ngày tây, nhưng mà ở cái này là của phase thứ hai, có nghĩa là 4 tuần thứ 2 á, 4 tuần sau là tập nhiều rep hơn mà ngày tây. Thì mà Trung sẽ tập với anh Hiếu. Ok, thì bây giờ là Trung sẽ đến phòng gym và hiện tại anh đang đợi Trung ở đó. Ok, peace. Ê, thì đây Trung mới nói là hôm nay Trung sẽ có một cái món quà nhỏ cho anh Hiếu. Thì đó sẽ là một cái áo Conqueror, thì hy vọng là anh Hiếu thích cái áo này và tặng chấm thêm một bịch sample của My Protein. Đó là cái mùi này là mùi chocolate peanut butter flavor, nghe là mùi bữa Trung có review với bạn rồi, là mùi sô cô la bơ đậu phộng. Okay. Thì hy vọng là anh Hiếu thích món quà này ha. Peace. Hey yo. Đâu rồi anh Hiếu, đâu rồi? Quay lên cái vlog ấy coi. Thì đây là anh Hiếu. Nãy giới thiệu trước ở nhà rồi. Yo, what's up mấy bạn, đã trở lại với vlog của Trung. Thì cũng bữa giờ là Trung đi làm, thì bây giờ hôm nay là cuối tuần thì Trung mới có thời gian Trung làm edit cái video này. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tập tay vào cái phase thứ hai của giáo án Big and Rip. Nói chung là Trung sẽ rảnh ngày nào Trung sẽ quay cái ngày đó và Trung sẽ edit vào cuối tuần ha. Thì cuối tuần thì Trung sẽ rảnh và Trung có thời gian Trung edit được. Ok, thì bài đầu tiên chúng ta sẽ là bài thì khi ở cái phase 2 này nó đặc biệt ở một chỗ là tất cả những bài FST7 là chúng ta sẽ đưa lên đầu buổi tập hết, tất cả mọi ngày luôn chúng ta sẽ đưa lên đầu buổi tập ha. Thì như các bạn thấy ở trong cái buổi này thì là buổi ngày tây, thì Trung sẽ tập superset cho cái bài giáo án FST7 là hai bài cùng một lúc. Thì đó là bài Diamond Push Up, là mấy bạn sẽ để cái tay giống như là cái tay nó khép lại với nhau như viên kim cương ha, và chúng ta sẽ hít thì nó sẽ vào cái tay sau, nó vào cái long hat ở dưới. Và sau đó mấy bạn sẽ kết hợp với bài rope tricep extension, chúng ta lôi từ ở dưới lên. Như mấy bạn thấy là Trung đang tập và như vậy chúng ta sẽ làm trong vòng 7 set, và cứ 2 set thì chúng ta lại lên tạ một lần. Ok, thì mấy bạn thấy là Trung để cái tay như vậy, nó là cái hình giống như cái hình diamond, nó gọi là cái diamond push up, là cái hình kim cương á. Thì đó, tại vì cái cùi chỏ của Trung nó vẫn chưa lành hẳn nên thành ra rất là đau khi tập hai cái bài này, nhất là tập tay sau, nên thành ra là Trung rất là cẩn thận trong cái phần tay sau, cho nên là Trung để tay hơi rộng một chút. Và cái bài này cũng vậy. Thì mấy bạn sẽ lấy cái cọng dây thừng ở dưới lên ha, và chúng ta sẽ thực hiện như vậy. Nếu như mấy bạn được thì mấy bạn cho thêm Trung thêm 5 cái partial rep nữa, 5 partial rep ha. Ok, đây là set thứ 7. Đó, mấy bạn làm cho Trung cái này là quên nhắc về số rep. Thì sẽ là 7 set ha, nhưng mà số rep bây giờ nó sẽ đổi một chút, nó sẽ tăng lên thành cái phase giống như là hypertrophy, là nó sẽ cao hơn, lúc nào cũng 8 đến 12 rep ở những bài bình thường. Đó, cũng như bài này thì có thể là 10 đến 15 rep, nhưng mà nó sẽ rơi, nói chung là cái rep range cho ở trong cái phần phase 2 này nó sẽ rơi trong khoảng từ 8 đến 15 rep ha mấy bạn. Ok, thì đây là anh Hiếu. Bài Trung có nói ở đầu vlog. Come on. Ok, bài thứ hai và cũng là tiếp tục tay sau luôn ha. Thì bài Skull Crusher thì mấy bạn có thể nằm nè, mấy bạn có thể đứng,
Như Trung thì bữa đó Trung có nhảy hứng một chút thì Trung sẽ dựa cái thân vào trong một cái điểm tựa ha. Như vậy thì nó sẽ giữ được cái lưng của chúng ta, thay vì chúng ta đứng thì nó sẽ trụ vào lưng và dùng chân nhiều. Nên là Trung sẽ tìm một cái điểm tựa. Nhưng mà cái này Trung muốn chia sẻ thiệt với mấy bạn là hiện tại cái cùi chỏ của Trung nó đang không được tốt cho lắm, nên thành ra là Trung tập nó rất là thận trọng trong những cái bài tay sau ha. Nó rất là đau, khi xuống nó rất là đau. Nên Trung muốn mấy bạn cũng nên cẩn thận ở những cái bài tay sau ha. Ok thì chúng ta sẽ lên tạ từ từ sau mỗi set ha. Thì cái bài này chúng ta sẽ đi là 4 set 18 đến 12 rep ha. Và như vậy chúng ta cứ lên tạ thôi. Thì ở cái này là Trung dùng cái thanh EZ bar, là cái thanh dấu ngã. Thì Trung sẽ cầm ở phía trong và Trung xuống vào khoảng là ở ngay cái ốc khỉ của chúng ta, là ở phần giữa đằng sau gáy á ha. Thì như vậy nó sẽ stretch, nó là giãn được hết cái tay sau của chúng ta ra. Nhưng mà tùy người, có người tay ngắn tay dài ha, mấy bạn sẽ cảm giác được, mấy bạn lúc mấy bạn xuống ngay cái chỗ nào mấy bạn sẽ cảm thấy được là nó sẽ xé được, nó sẽ giãn được cái tay sau, nhất là cái phần long head, là cái phần cái tay sau chúng ta phía dưới. Thì qua bài tiếp theo đó là bài one arm tricep extension, là chúng ta sẽ tập một tay thôi. Thì cái này cũng vậy, chúng ta sẽ tập 4 set ha. Thì đây là Trung có ghép hai cái video vào, là một chúng tập từng tay một. Thì nhớ là one arm nghĩa là chúng ta sẽ tập một tay một thôi, 4 set. Thì ở bài này là Trung rất là đau ở phần cùi chỏ, cho nên là Trung sẽ có một cái ngón tay để trợ lực cho cái việc Trung đẩy cái tạ lên ha. Nếu mấy bạn nào cùi chỏ mấy bạn bình thường thì mấy bạn có thể không cần phải bổ trợ thêm cái tay bên kia. Cái này là do Trung xuống mà nó nhức cùi chỏ, Trung không có lên được, thành ra là Trung phải bợ để giúp qua cái khoảng một cái dead boy, là cái điểm chết ha, để Trung có thể tập lên được. Rồi như vậy cũng không sao, đừng có đỡ hết là được. Ok, và sau đó chúng ta sẽ qua bài tay trước. Thì đó là bài High Cable Curl FST7, và nó sẽ là super set với lại một bài nữa. Đó là bài Spider Curl. Thì bài này chúng có chế lại một chút, thì mấy bạn sẽ thấy là cái High Cable Curl nghĩa là chúng ta sẽ cầm hai cái máy ép ngực, hai cái dây ép ngực chúng ta sẽ đưa vào ha. Nhưng mà ở phòng Trung thì không có cái máy đó, thành ra là Trung sẽ phải thay thế cái bài đó ở cái bài máy show. Rất là hay ha, để và sau đó chúng ta sẽ super set với bài spider curl này ha. Chúng ta sẽ nằm lên một cái ghế dốc giống như đẩy ngực trên vậy đó, và chúng ta sẽ thực hiện với lại cái đòn ngang ha, hoặc là đòn EZ bar cũng được. Thì đây là Trung dùng cái máy này, Trung quay hơi ít ha. Thì mấy bạn có thể tập theo cái máy show này, mấy bạn ngồi lên và mấy bạn kéo cái tay trước như vậy, rất là hiệu quả luôn. Mấy bạn thử cái bài này giúp Trung ha. Trung chế qua bài này rất là thì thấy rất là vô, rất là pump cái tay trước kết hợp với cái bài super set kia, siêu phê luôn. Mấy bạn thử giúp Trung ha. Nó nằm cái máy đó là nằm máy máy kéo xô á, chúng ta sẽ kéo qua đầu ha. Nó Trung thấy nó rất là giống cái bài High Cable Curl, nhưng mà nếu mấy bạn nào có phòng mấy bạn có ấy thì mấy bạn sẽ dùng cái đó. Và chúng ta sẽ super set với lại bài Spider Curl, là chúng ta sẽ nằm lên trên này ha, nhớ thả lỏng cái tay ha, và chúng ta sẽ curl lên. Ok, và sau đó chúng ta sẽ qua một bài Reverse Curl 4 set 8 đến 12 rep ha. Thì bài reverse này nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta sẽ cầm úp cái tay chúng ta xuống, cầm úp nha, chứ không phải cầm ngửa như bài barbell curl ha. Nó là reverse, nghĩa là chúng ta sẽ cầm úp tay. Nghĩa là như vậy thì nó sẽ vào cái cẳng, nó sẽ vào cả cái cẳng tay và cũng như là cái phần sẽ vào một phần bicep ha, vào một phần bicep, giống như là chúng ta hammer curl gì đó. Nó cũng vào cái cạnh nữa. Mà nhưng mà chúng thấy nó vào rất là nhiều ở cái phần forearm, là cái phần bắp tay á, cái phần cẳng tay á, nhưng mà ở phía trên ha. Thì đây cũng là một cách mà tập cẳng tay luôn trong phần ngày tay trước, ngày tay trước. Sau đó chúng ta sẽ qua cái bài concentration curl, là bài cuối cùng của ngày hôm nay. Đó là cái bài chúng ta cuốn tạ tập trung vô như vậy. Thì mấy bạn sẽ dùng một cái ghế như cái bài này, ở trong cái Facebook là chúng đã có hướng dẫn mấy bạn rồi. Mấy bạn sẽ để cái cùi chỏ nó ngay ở giữa cái má đùi của chúng ta, và chúng ta sẽ curl lên ha. Chúng ta đừng có để cao quá, như vậy nó chúng ta sẽ cheat được. Mấy bạn nhớ, nếu như mấy bạn thích thì bạn cầm vào cái chuôi của cái cục tạ đơn á, sau lúc mấy bạn lên mấy bạn xoay cái cổ tay nhẹ một chút ha, nó sẽ siết vào rất là tốt ha. Thường thì Trung sẽ làm như vậy, nhưng mấy bạn thấy là Trung cầm vào chuôi của cái cục tạ và Trung đang curl lên, nó hơi chéo qua một bên một chút. Thì như vậy nó khá là tập trung vào cái tay trước, rất là tốt ha.
thì mấy bạn có thể modify là chúng ta sẽ thay đổi được cái bài này, không sao hết. Các bạn có thể thích tập cái bài tay trước nào thêm cũng được ha, tập thêm bài hammer curl cũng được. Ok, thì đó là cái buổi tay của Trung ngày hôm nay. Thì cảm ơn mấy bạn đã theo dõi và đợi cái vlog của Trung. Thì đây là phase thứ hai, Trung sẽ cố gắng edit ha. Peace out.